Vợ cũ lần đầu lộ diện cùng Lâm Vinh Hải sau ồn ào tố anh bội bạc. Chiều ngày 8 tháng 3, Lâm Vinh Hải và vợ cũ là Lý Phương Châu cùng có mặt tại buổi tập vòng đo ván của Hòa Âm Ánh Sáng 2017. Cả hai cùng là thành viên team ca sĩ Mai Tiến Dũng. Trong đó, Lâm Vinh Hải đảm nhận vai trò biên đạo, còn Lý Phương Châu quản lý hình ảnh và chịu trách nhiệm về trang phục cho Mai Tiến Dũng. Đây là lần đầu tiên Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu xuất hiện cùng nhau sau ồn ào nam vũ công bị vợ cũ tố bội bạc có người thứ ba. Trước đó vào cuối tháng 2, cặp đôi có chuyến công tác chung tại Singapore, nhưng giới truyền thông không ghi lại được hình ảnh của họ. Mặc dù cho lùm xùm căng thẳng trên báo chí, Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu tỏ ra rất chuyên nghiệp tại buổi tập luyện. Họ liên tục trao đổi công việc với nhau nhằm hỗ trợ tốt nhất cho Mai Tiến Dũng để anh hoàn thành đêm thi sắp tới. Cả Lâm Vinh Hải lẫn vợ cũ đều bày tỏ mong muốn được đồng hành cùng nam ca sĩ hải ngoại trong chặng đua này. Hôm 6 tháng 3, Mai Tiến Dũng chia sẻ cảm xúc lo lắng và úp mở về việc có thể sẽ có sự thay đổi trong đội hình team The Remix của anh. Nhiều khán giả ngầm hiểu, nam ca sĩ đang muốn nói đến ồn ào của Lâm Vinh Hải thời gian qua. Tuy nhiên đến thời điểm này thì cả team vẫn đồng hành cùng nhau, không có bất kỳ sự thay đổi nào. Ở vòng thi tiếp theo thì team của Mai Tiến Dũng, Lâm Vinh Hải, Isemia, producer Jin sẽ đối đầu với team Johnny Mia. Sau khi cưới Harry, tôi trở thành người vô sản trong túi chỉ nhiều nhất 2 triệu đồng. Đúng vào những khoảnh khắc đầu tiên của ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, Trấn Thành và Harry Won đã giới thiệu MV từ giây phút đầu. Nhưng dịp này, anh cũng chia sẻ với truyền thông về cuộc sống hôn nhân của mình. Trấn Thành sau khi lấy vợ thì như thế nào? Sau khi lấy vợ, tôi từ 55kg lên 63, tôi ăn nhiều, ăn không thể kiềm chế. Không phải Harry nấu ăn đâu, Harry là một người vợ đảm đang, cô ấy không biết nấu ăn bao giờ. Từ khi cưới về đến nay, cô ấy chưa bao giờ nấu cho tôi một món ăn nào. Còn tôi dĩ nhiên cũng là một người đàn ông đảm đang, nên tôi không biết nấu món gì cả. Hai đứa tôi mê ăn giống nhau và không biết nấu ăn như nhau. Được cái hai đứa đều có niềm vui chung là sưu tầm quán ăn ngon, thích khám phá. Thích thử món này món kia, quán này quán kia. Chúng tôi có thể ngồi vỉa hè, ăn nhà hàng sang trọng cao cấp hay bất kỳ đâu mà chúng tôi thấy ngon. Thật ra tôi lên ký vì có được cảm giác bình yên của cuộc sống sau khi có vợ. Vậy còn câu chuyện mẹ chồng nàng dâu? Gia đình tôi và gia đình Harry đều rất thoáng. Mẹ tôi không có khái niệm mẹ chồng nàng dâu. Mẹ không bắt Harry làm gì cả, miễn hai đứa hạnh phúc là được. Tôi và Harry không muốn sống riêng. Cả hai đứa tôi đều giống nhau ở một điểm là không muốn sau một ngày làm bước vào một ngôi nhà không có tiếng người, nên kiểu gì cũng phải ở với bố mẹ. Hôm nào hai đứa sáng sớm phải quay hình gần nhà tôi thì chúng tôi ngủ nhà tôi. Hôm nào quay hình gần nhà mẹ Harry thì ngủ bên ấy. Mẹ Harry từng nói, trước khi Harry có chồng, bà tưởng gả Harry đi rồi là mất đứa con gái, nào ngờ không mất mà được thêm đứa con rể. Chi tiêu thì sao, ai là người quản lý? Lấy vợ xong tôi trở thành người vô sản, cô vợ lấy hết rồi. Trước khi lấy vợ, Trấn Thành là người không bao giờ biết kiểm soát chi tiêu. Tôi xài tiền rất phung phí, ra đường tôi không bao giờ biết mình có bao nhiêu tiền, cũng không biết mình đã xài bao nhiêu. Hồi xưa chi cái gì cũng tự do, còn giờ thì cái gì cũng hỏi ý kiến bà xã. Bây giờ mỗi ngày trong túi tôi chỉ có cao nhất là 2 triệu. Đó là hoàn cảnh mà trước đó tôi chưa từng lâm vào. Nhưng tôi thấy may mắn khi có Harry. Một người tiêu xài không suy nghĩ thì phải có một người biết suy nghĩ chứng chỉnh mình. Bạn bè tôi đều bảo tôi đầu tư rất khôn, thay vì mướn thủ quỹ kế toán thì giờ có người giữ miễn phí. Trước cưới và sau cưới thường sẽ rất khác, anh thấy Harry thay đổi như thế nào? Tôi với Harry là hai người may mắn, vì yêu nhau, tự hiểu nhau, tôi đã yêu một người bất biến, yêu sao cưới về cũng y chang vậy. Ngày xưa, tôi từng yêu rất nhiều người và mỗi người họ thuộc tiếp khác nhau. Để thích nghi với họ, tôi phải biến hóa mình. Tôi từng là một người rất lịch sự, ăn mặc chỉnh chu, lúc nào cũng sơ mi, chứ không mặc áo thun, vì người yêu tôi thích thế. Và cũng từng rất xến xúa, lên Facebook làm thơ suốt ngày, vì người yêu muốn. Đó là cách tôi thích nghi, chứ không phải là bản năng. Nhưng khi yêu Harry, tôi là một nguyên bản trưởng thành nhất. Cả hai đều không phải vận dụng điều gì để thích nghi đối với đối phương, mà tự vận động hai bên dính với nhau. Có vẻ như hàng ngày hai người luôn tíu tít với nhau. Bình thường lúc nào chúng tôi cũng nói chuyện. Tôi nghĩ rằng tôi đã chọn đúng người. Từ khi cưới cho tới bây giờ, đêm nào chúng tôi cũng nói chuyện tới 3 giờ sáng. Nhiều hôm trước khi đi ngủ bảo với nhau là thôi nhé, hôm nay ngủ sớm nhé. Thế nhưng sau đó lại rù rì nói chuyện tiếp. Harry có một đặc điểm là cô ấy kể chuyện rất sinh động, còn tôi thì hay phụ họa,
Thế là hai đứa cứ ôm nhau nói chuyện hoài. Tới ngày hôm nay chúng tôi chưa khắc phục tình trạng đó, dù cho sức khỏe đang yếu dần. Tôi thích điều đó, tôi nghĩ yêu nhau, cảm xúc mặt nồng hay chuyện chăn gói cũng chỉ là những năm đầu, sau đó sẽ là những câu hỏi. Liệu có bầu bạn được với nhau hay không? Nếu biến người yêu thành người bạn chia sẻ mọi câu chuyện, thì tôi tin mối hôn nhân đó có cơ sở để kéo dài. Harry có bao giờ ghen vì anh quá đào hoa? Vợ tôi được cái là hơi chảnh, cổ nghĩ cổ là người tốt nhất rồi, kiểu như dù anh có đi đâu thì cũng không tìm được người tốt hơn tôi đâu ấy. Hơn nữa cổ cũng giao kèo thế này, một ngày nào đó lỡ phát hiện tôi lén phén với ai, mỗi lần anh đóng phạt 2 tỷ, anh nhắm có tiền thì hãy lén phén. Thời gian qua, Tiến Đạt vẫn dành nhiều sự quan tâm cho Harry, cảm xúc của anh thế nào về điều đó? Chia tay nhau rồi mà vẫn coi nhau là bạn, tôi rất quý những mối quan hệ đó. Tôi chẳng bao giờ có ý kiến gì về anh Tiến Đạt, Harry cũng không hề có ý kiến gì về Mai Hồ. Chúng tôi phải như thế nào thì hai người đó mới coi chúng tôi là bạn tới bây giờ. Harry và anh Tiến Đạt yêu nhau 9 năm. 9 năm đâu phải ngắn, anh ấy phải là người có điều gì đó tốt, Harry mới thấy an toàn để ở bên cạnh anh ấy đến 9 năm trời. Người như thế làm bạn của vợ tôi thì tôi phải mừng. Nói chung Tiến Đạt là khoảng ký ức mà tôi không bao giờ đụng chạm vào. Giờ nếu gặp anh sẽ như thế nào với Tiến Đạt? Tôi không có vấn đề gì với anh ấy cả. Tôi không biết anh có gì với tôi không, nhưng tôi nếu gặp anh ấy, tôi vẫn sẽ bắt tay chào bình thường. Và tôi nghĩ Harry cũng rất bình thường với Mai Hồ như vậy. Mai Hồ là người đàng hoàng, rất tử tế với tôi, và Harry cũng hiểu điều đó. Harry sức khỏe yếu, điều đó có khiến anh bận tâm không? Tôi và Harry rất quan tâm về sức khỏe, một người từng bị ung thư như Harry. Người ta quý mạng sống của mình khủng khiếp, nhưng hiện nay sức khỏe của tôi còn yếu hơn vợ mình. Tôi làm việc nhiều quá nên bị viêm phổi cấp, đang phải điều trị. Hiện tôi phải hạn chế nhận show, đó cũng là hướng đi của sang năm. Tôi sẽ hạn chế nhận lời mời game show để mỗi khi xuất hiện, tôi muốn game show đó phải để lại dấu ấn của Trấn Thành để khán giả đừng xem đó là game show vô bổ. Harry Won, anh Thành đùng một cái cầu hôn mà lúc đó có nhiều người quá mình từ chối cũng kỳ. Sau rất nhiều giông bão đi qua, Harry Won cởi mở hơn khi chia sẻ chuyện tình cảm và những bí mật trong cuộc sống sau hôn nhân. Lý do gì khiến chị gật đầu cưới Trấn Thành? Thực sự lúc đó kiểu như bị xúi vậy, đối với tôi ít nhất phải quen 3 năm, tới đó mới biết được tính tình của người này như thế nào, rồi sẽ quyết định cưới hay không. Trong khi đó anh này mới quen, mới từ Mỹ về Việt Nam, đùng một cái cầu hôn, mà lúc đó lại có nhiều người quá nên mình từ chối cũng kỳ. Rồi tự nhiên một ngày, anh kêu phải cưới liền mới được. Tôi bảo là cưới hơi bị sớm, nhưng anh chỉ nói không, bây giờ anh yêu em nhiều lắm, anh muốn cưới em lúc anh yêu em nhiều nhất. Bởi vậy người ta thường chuẩn bị cưới từ 6 tháng trước, còn tôi chỉ có 2 tháng nên mọi thứ rất sát và gấp gáp. Sau khi kết hôn, chị cảm thấy cuộc sống thay đổi thế nào? Thời điểm trước khi kết hôn, hai đứa cứ gây lộn suốt, đôi khi chỉ vì những chuyện nho nhỏ mà mình nhạy cảm rồi đâm ra khó chịu nhiều thứ. Sau khi kết hôn, tôi nghĩ chắc là nó còn căng hơn, vì hai người không có liên quan gì khi chung sống, chắc chắn sẽ có nhiều điểm bất đồng, người một nhà còn như vậy mà. Nhưng cưới xong rồi, không ngờ tôi lại có cảm giác an tâm, bình an đến như vậy. Trước đó tôi từng lo lắng không biết tương lai mình sẽ như thế nào, không biết có lấy được người này hay không, nếu không lấy được thì mình phải làm sao đây. Rồi những kế hoạch của mình trong tương lai sẽ phải thực hiện một mình thế nào. Nhưng cưới xong, những gánh nặng đó tôi không còn phải lo toan một mình nữa, mà còn có anh Thành đã san sẻ một nửa. Trời đất ơi, biết như vậy là mình cưới sớm hơn rồi, tôi nghĩ. Về nhà chồng, công việc làm dâu của chị ra sao? Trước và sau khi kết hôn, tôi đều đi làm suốt bên ngoài nên không làm việc nhà. À, có một điểm khác là ngày xưa tôi không có thói quen gấp chăn sau khi ngủ dậy, thích vứt đâu là vứt đó, nhưng bây giờ cũng biết sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Còn mối quan hệ với mẹ chồng, thực sự là muốn có chuyện gì xảy ra cũng khó xảy ra được, vì sáng sớm mình đã đi làm, lúc ba mẹ ngủ hết thì mới về nên ít khi gặp lắm. Nhưng khi gặp nhau đều vui vẻ, được ba mẹ lo lắng, như hay hỏi han ăn gì chưa, nhắc nhở uống nhiều nước và hay nấu những món bổ dưỡng cho mình. Anh chị dự tính chuyện con cái thế nào? Thực sự vấn đề bây giờ là hai đứa rất thích đi làm việc, vẫn còn muốn làm hết sức những gì mình có thể. Để sau này có con, mình không đổ thừa cho con là vì con mà mẹ hy sinh công việc nghệ thuật, tôi rất sợ như vậy. Mẹ Harry cũng có dục con cái, nhưng ba mẹ anh Thành thì chưa dục. Bản thân tôi thấy cũng chỉ mới yêu được 1 năm, thôi thì ưu thêm cho đủ 3 năm.
để hóc môn về tình yêu giảm xuống, thì mình lại có con để tạo cảm giác có một cái gì đó nó cột lại bản thân mình và cũng tạo được niềm vui khác nữa. Tôi nghĩ như vậy hợp lý hơn. Trong tương lai, chúng tôi muốn có một bé trai và một bé gái. Nếu được thì đừng chênh lệch nhiều tuổi quá để hai đứa có thể thân thiết với nhau. Nếu sinh không đâu, tôi còn muốn mình có 4 đứa để bọn trẻ chơi với nhau cho vui. Trong hôn nhân, bí quyết giữ chồng của chị là gì? Thường thì người ta hay nói nghệ sĩ hay quen lén người này người nọ rất lăng nhăng. Nhưng thực sự tôi không hề hỏi han, quản lý quá kỹ việc anh đi đâu làm gì cả. Một phần chỉ cần xem Facebook là hiện lên hình ảnh của các fan cập nhật anh Thành đang làm gì rồi. Phía anh Thành cũng vậy, cứ xong việc là chạy đi tìm vợ rồi ôm vợ, nói nhớ nhung đủ thứ hết. Đến lúc này, tôi không có gì để nghi ngờ vì anh ấy lúc nào cũng tạo niềm tin cho tôi. Bản thân tôi cũng hay nói vui với chồng rằng nếu gặp được những người tốt hơn em, anh cứ đi đi không sao, em vẫn có người tốt hơn anh. Tuy vậy, nhưng hai đứa đều biết đối phương là người có ý nghĩa thế nào trong cuộc sống của mình để giữ nhau ở lại. Trấn Thành chia sẻ mỗi ngày ra đường, bà xã chỉ cho anh 2 triệu thôi, vì sao chị làm vậy? Tôi nghĩ 2 triệu cũng rất là nhiều rồi. Tôi cũng vậy thôi, hồi xưa tôi toàn mang 200 nghìn ra đường thì giờ cũng chỉ 300-400 nghìn. Anh Thành thì làm tiền xăng gần 1 triệu rồi nên tôi mới đưa 2 triệu, còn không là đưa ít hơn rồi. Cũng có thể xem đó là một bí quyết giữ chồng của tôi. Anh có hứa với tôi trong năm nay là tuyệt đối không mua đồ hiệu, chỉ trừ trường hợp sinh nhật hay dịp đặc biệt gì đó thôi. Chứ đồ ở nhà cũng đầy rồi, không xài hết. Tôi có nói với anh là năm nay, mục đích của mình là mua một căn nhà để có thể kinh doanh hay làm gì đó. Rồi sau đó có điều kiện thì sẽ mua nhà bên Mỹ. Hay nếu mua được nữa thì lần sau sẽ mua nhà ở Hàn Quốc. Vậy coi như là đến hết cuộc đời không phải lo gì cả. Đi đâu cũng có chỗ ở, có thể thu nhập thêm từ tiền cho thuê nhà này nọ trong trường hợp nếu không còn làm nghệ thuật nữa. Tôi luôn có suy nghĩ là mình phải kiếm tiền, nếu như không có nghề này thì mình còn phải có phương án khác nữa. Vì thực sự, nghề nghệ sĩ ở Việt Nam không được lâu dài. Có khi bạn nổi thật nổi, nhưng cũng có khi trắng tay, vậy nên cần phải có phương án thứ hai. Lỡ Trấn Thành giấu chị có quỷ đen thì sao? Không thể nào như vậy được, vì thông thường anh ấy thu nhập cái gì là vô tài khoản hết rồi. Ảnh thường xuyên làm về truyền hình, chủ yếu là nhận chuyển khoản. Còn đi sự kiện thì hỏi anh quản lý là biết ngay thôi. Người ta nói sau khi lấy vợ, vợ là chìa khóa kho báu mà. Trước khi kết hôn, Harry không đụng vào tiền của anh Thành một đồng nào hết. Nhưng kết hôn rồi, tất cả là của Harry. Bản thân anh Thành tất nhiên hiểu được là tôi không dùng tiền đó xài riêng cho mình một chút nào hết, mà chỉ chia cho hai đứa và làm cái gì tốt nhất cho gia đình hai bên. Chính vì thế nên anh không bao giờ lo lắng những chuyện đó. Gò ép về kinh tế như vậy, làm sao ảnh có điều kiện tặng những món quà lãng mạn cho chị? Tôi có nói với anh là anh đã tặng cho em rất nhiều quà rồi nên không cần thiết. Còn những gì anh muốn tặng thì anh cứ nói. Bây giờ kết hôn rồi cũng đã đi qua cái thời lãng mạn. Muốn lãng mạn như vậy thì cũng có cách. Mỗi ngày đưa 2 triệu thì ổng gồng lại không xài nhiều, vậy là vẫn làm được. Trước đây trong ví anh Thành lúc nào cũng 20-30 triệu, cứ xài hết là bỏ vào tiếp. Lúc đó tôi nghĩ là ông này không biết giữ tiền, quản lý tiền rồi. Có bị mất cũng không biết vì sao bao nhiêu. Chính vì điều đó mà mỗi ngày tôi phát cho 2 triệu và mỗi tối thường hỏi trong ngày anh đã chi tiêu những gì. Tôi cũng vậy, mọi thứ hàng ngày đều viết sổ chi tiết hết và chỉ cho anh biết hết một tháng đã xài bao nhiêu. Tôi muốn anh có ý thức được số tiền tiết kiệm đó có thể dùng cho những việc lớn hơn. Anh Thành cũng có cảm giác là cũng tự hào vì có vợ giúp mình chi tiêu hợp lý hơn. Nhưng thỉnh thoảng cũng lên tiếng, Trấn Thành mà chỉ có 2 triệu. Tôi chỉ nói là anh có biết là 2 ngày lương của anh là 1 tháng lương của nhân viên văn phòng không? Anh phải nghĩ tới điều đó và cảm ơn cuộc đời của anh. Vậy là ổng im luôn không nói gì nữa. Chung sống với nhau, anh chị có nảy sinh mâu thuẫn hay bất đồng quan điểm gì không? Cũng có, nhưng hai chúng tôi đều tinh tế, chịu nghĩ cho đối phương rất nhiều, nên hầu như không thường xuyên xảy ra cãi vã. Nhưng mà mỗi lần có chuyện gây lộn là toàn trận lớn. Nguyên nhân toàn là mấy chuyện tào lao nho nhỏ mà không biết sao nó có thể trở thành vấn đề lớn như vậy, tới mức mà không biết đang gây lộn vì cái gì luôn. Trong hai người, ai là bên làm lành trước? Ở đâu không phải làm lành trước hay sau, chỉ là ai cảm thấy mình có lỗi thì xin lỗi. Nhưng mà người ta phải xin lỗi thực sự thì mình mới huề, còn kiểu xin lỗi dằn mặt thì mình sẽ giận tiếp. Nhưng chúng tôi không giận nhau lâu được, nhiều nhất chỉ là một ngày 24 tiếng. Tại vì tính cách của anh Trấn Thành là không bao giờ để lâu, lúc nào cũng phải làm huề liền. Mà anh Thành cực kỳ dẻo miệng, không ai dẻo miệng bằng ổng đâu. Nhưng mà vấn đề là tôi cũng không vừa. Cho nên lúc nào anh cũng nói là em mà là người Việt Nam chắc anh với em rất là mệt. May là người Hàn Quốc thôi, mà mỗi lần cãi toàn khiến anh toát mồ hôi.
vì sao chị thích thoải mái thể hiện tình cảm cho đối phương trước đông người. Bản thân tôi từ xưa là người như vậy rồi, cảm xúc của mình thế nào thì mình phải để cho người ta biết. Tôi từng xem qua những vụ tai nạn chết người rất thương tâm, ở những giây phút cận kề, ai cũng nhắn tin gọi điện cho người thân để nói là mình yêu họ nhiều lắm. Những chuyện đó khiến tôi nghĩ, chết xong rồi là mình không làm được cái gì cho người xung quanh, thì lúc còn sống, mình cần phải thể hiện tình cảm nhiều hơn với họ. Chính vì điều đó mà bản thân tôi lúc quen với người nào cũng đều muốn thể hiện ra hết. Trước đây chúng tôi nhận nhiều ý kiến không hay, có lẽ một phần do thời điểm không đúng khán giả chưa chấp nhận được. Còn bây giờ thì mọi người có vẻ dễ chịu hơn vì dù gì cũng là vợ chồng rồi. Chị nghĩ sao về nhận định Trấn Thành với Harry sau khi cưới hết hot rồi? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đang hot hay hết hot, tôi chỉ biết rằng ở hiện tại mình đang rất hạnh phúc. Người ta nói không có gì là mãi mãi, còn chị thì sao? Tôi cũng tin không có gì là mãi mãi, nhưng có thể cố gắng để vượt qua mọi khó khăn để đi đến cùng.